Cùng với Thiên Chúa giáo và Phật giáo, Hồi giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Lãnh thổ Hồi giáo mở rộng ra rất nhanh chóng, chủ yếu bằng con đường xâm chiếm, chinh phục và một phần là qua con đường buôn bán và truyền giáo của các giáo sĩ đạo Hồi. Hiện nay khoảng 1,5 tỷ tín đồ, với khoảng 30 quốc gia trên thế giới được coi là quốc gia Hồi giáo. Hệ thống pháp luật của đạo Hồi giáo. Đặc điểm giáo lý của Hồi giáo là rất đơn giản, nhưng luật lệ và lễ nghi rất phức tạp, nghiêm khắc, thậm chí đến mức khắt khe. Giáo lý Hồi giáo gồm các điểm cơ bản sau. Allah là vị thần duy nhất trong vũ trụ, là vị chúa tối cao sinh ra trời đất, sinh ra muôn loài trong đó có con người. Số phận con người có tính định mệnh và do Chúa sắp đặt. Hồi giáo không thờ ảnh tượng của Allah, vì ngài lăng tỏa khắp nơi, không một hình tượng nào đủ để thể hiện Allah. Những giáo lý khác của Hồi giáo như là luôn giang tay cứu giúp những người nghèo và tuyệt đối không được xúc phạm hay đánh đập họ. Không được uống rượu bia hay những loại đồ uống có cồn. Cấm cho vay nặng lãi, cấm săn bắn trong thời gian hành hương ở Mecca. Nghiêm cấm chơi bài, chơi cờ, đánh bạc và thả diều. Nghiêm cấm giết người vô tội, trừ trường hợp gặp phải kẻ cần giết. Nếu phạm tội giết người thì tùy theo tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xử tử hình hoặc chuộc tiền, tài sản. Theo luật Hồi giáo, giết một người đàn ông có thể chuộc bằng 100 con lạc đà, giết một người đàn bà có thể chuộc bằng 50 con lạc đà. Nếu chống lại Thiên Chúa Allah hoặc chống lại giáo chủ Muhammad, người đó sẽ bị đóng đinh vào thập giá hoặc bị chặt hết chân tay. Còn với tội phản lại đạo, sẽ bị hình phạt bằng cách chặt đầu. Về tội trộm cắp, dù đàn ông hay đàn bà, tùy theo nặng nhẹ, nếu bị kết án về tội trộm cắp, sẽ bị chặt một tay hoặc hai tay. Nếu ăn cắp lần nữa, sẽ bị chặt chân. Hàng ngày, các tín đồ Hồi giáo phải hành lễ 5 lần tại nhà. Trước khi làm lễ, tín đồ phải rửa mặt, tay và chân, quỳ xuống và hướng về đền thờ Kaaba để cầu nguyện. Nếu trong thời gian cầu nguyện bị phát hiện đang làm một việc gì khác, thì sẽ bị đánh. Tháng 9 theo lịch Hồi giáo là tháng ăn chay, để thể hiện sự sám hối, tha thứ và làm sạch tâm hồn. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định, không ăn, không uống, không hút thuốc, vân vân. Không được đưa bất kể thứ gì vào miệng, kể cả không sinh hoạt tình dục, nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, nghĩa là sau 18 giờ 15 thì được xả chay và ăn uống bình thường. Ngoại trừ những người đang ốm, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi và những người đang đi du lịch, binh lính và công nhân lao động nặng sẽ không áp dụng mà cứ ăn uống bình thường. Người theo đạo Hồi không được ăn thịt lợn, động vật có móng vuốt và răng nanh, những động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, động vật được coi là bẩn thỉu, vân vân. Tuy nhiên, trong trường hợp không còn gì để ăn thì họ mới được ăn mọi thứ để sống. Các tín đồ có nghĩa vụ hành hương về Mecca ít nhất một lần trong cuộc đời. Tháng 12 theo lịch Hồi giáo sẽ có cuộc lễ lớn, kéo dài trong 10 ngày. Ngày cuối cùng tín đồ sẽ hiến lễ là một con cừu, hoặc lạc đà, hoặc một con vật có sừng. Người đàn ông có thể lấy 4 vợ, với điều kiện phải cư xử với các bà vợ bình đẳng như nhau và chỉ trao quyền ly hôn cho người chồng mà không cho người vợ. Người chồng không được giao hợp với đàn bà có tháng. Bất cứ người đàn bà nào đã có chồng, bị cáo buộc về tội ngoại tình đều bị đem ra cho công chúng, ném đá đến chết. Người phụ nữ trước khi lấy chồng không được phép gặp gỡ, nói chuyện với những người đàn ông khác. Sau đêm tân hôn người vợ mới cưới có thể bị đuổi khỏi nhà chồng, nếu người chồng mới cưới phát hiện cô dâu đã không còn trinh tiết. Các trẻ em gái khi đến trường học phải được xếp lớp học chỉ toàn học sinh nữ. Phụ nữ phải che mặt vì danh dự của người phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến sự uy tín gia đình và cả dòng họ, nên tất cả phụ nữ phải che mặt mỗi khi ra đường cũng như khi gặp người lạ. Phụ nữ che mặt là để bảo vệ phẩm giá, tiết hạnh của mình. Có như vậy mới được người đàn ông coi trọng và bảo vệ. Chỉ có người chồng mới có quyền được ngắm vợ mình. Còn nếu người phụ nữ vi phạm điều cấm kỵ này thì người đàn ông trong gia đình sẽ bị xã hội tẩy chay. Trong thời kỳ hiện đại, ngoài trừ một số nước Hồi giáo cực đoan, thì hầu hết đã cho phép phụ nữ ra đường không cần đeo mạng và che mặt. Người Hồi giáo cũng tin rằng sẽ có ngày tận thế và mọi người sẽ bị xét xử vào lúc mãn đời. Những người có công sẽ được ân sủng một đời sống vĩnh viễn trên một thiên đường tràn đầy vui thú. Còn các kẻ ác sẽ lãnh chịu các hình phạt như lửa nóng và tra khảo. Tuy nhiên, trước khi kinh Corán ra đời, tất cả những nghi lễ lớn của đạo Hồi hiện nay như hành hương ở Mecca, tục lệ bố thí cho người nghèo và ăn chay trong tháng Ramadan đều xuất phát từ tôn giáo cổ truyền của các bộ lạc Ả Rập nhiều ngàn năm qua trước khi Muhammad ra đời.